Sách sáng thế kỷ chương 41 Các giấc mộng của Pharaon Hai năm trôi qua, Pharaon nằm mộng thấy mình đang đứng bên bờ sông Nin. Chợt thấy bảy con bò cái mập tốt từ dưới sông lên ăn cỏ giữa đám sậy. Sau đó, bảy con bò cái khác xấu xí gầy guộc cũng từ sông Nin lên theo và đứng bên con bò kia trên bờ sông các con bò cái xấu xí gầy guộc nuốt mất bảy con bò mập tốt Pharaoh thức giấc nhà vua ngủ tiếp và thấy mộng thứ hai bảy giấy lúa chắc và tốt mọc chung trên một cọng lúa sau đó bảy giấy lúa lép và bị gió đông làm xém đi mọc theo sau các giấy lúa lép nuốt chừng bảy giấy lúa chắc Pharaon thức giấc, đó là một điểm chiêm bao. Sáng hôm sau, tâm trí nhà vua bối rối, nên cho triệu tập tất cả các pháp sư và các nhà thông thái Ai Cập. Pharaon thuật các giấc mộng mình cho họ, nhưng không một ai giải nổi cho nhà vua. Lúc ấy quan chiếc tiểu mới tâu với Pharaon. Hôm nay tôi nhớ lỗi lầm của tôi khi bệ hạ nổi thạnh nộ với quần thần. Bệ hạ đã cầm tù tôi và quan hỏa đầu trong nhà chỉ huy trưởng ngự lâm quân. Một đêm kia mỗi người chúng tôi đều làm mộng, giấc mộng mỗi người có một ý nghĩa riêng. Lúc đó, chàng thanh niên do thái ở trong ngục với chúng tôi, vốn là đầy tớ của chỉ huy ngụy lâm quân. Chúng tôi thật giấc mộng mình cho nó nghe rồi nó giải mộng cho chúng tôi. Mỗi người được một lời giải khác nhau. Mọi việc diễn ra đúng như lời nó đã giải mộng. Tôi được phục chức, còn người kia bị treo cổ. Pharaon triệu Joseph vào và chàng lập tức được đem ra khỏi ngục. Cạo râu, thay quần áo rồi vào chầu Pharaon. Pharaon bảo Joseph, ta có một giấc mộng mà chẳng ai giải được nhưng ta nghe nói nhà ngươi có tài giải mộng joseph tâu với pharaon không phải tôi nhưng đức chúa trời sẽ cho nhà vua câu giải đáp thuận lợi pharaon thuật cho joseph trong giấc mộng ta thấy mình đang đứng bên bờ sông ninh bỗng dưới sông có bảy con bò cái mập tốt lên ăn cỏ giữa đám lau sậy sau đó bảy con bò khác gầy guộc và xấu xí lên theo trong khắp xứ ta chưa bao giờ thấy con bò cái nào xấu xí đến như thế bảy con bò xấu xí gầy guộc đó nuốt chửng bảy con bò béo tốt lên trước dù nuốt rồi mà như không nuốt vì chúng vẫn xấu xí như trước ta thức giấc rồi ta lại thấy một giấc mộng khác. Bảy rẽ lúa chắc và tốt mọc chung quanh trên một cọng lúa. Sau đó, bảy rẽ lúa khác mọc ra vừa khô vừa lép như bị gió đông làm xém. Các rẽ lúa lép nuốt bảy rẽ lúa tốt. Ta đã thuật cho các pháp sư nhưng không ai giải mộng được cho ta. Joseph tâu với pharaoh. Các giấc mộng mà vua thấy chỉ là một mà thôi. Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho Ôn biết việc Ngài sẽ làm. Bảy con bò tốt chỉ về bảy năm và bảy dê lúa tốt cũng chỉ về bảy năm. Đó chỉ là cùng một giấc mộng thôi. Bảy con bò gầy guộc xấu xí theo sau chỉ về bảy năm cũng như bảy dê lúa lép bị gió đông làm xém chúng chỉ về bảy năm đói kém. Như tôi đã tâu với nhà vua, Đức Chúa Trời tiết lộ cho nhà vua việc ngại sắp làm. Sứ Ai Cập được hưởng bảy năm, được mùa dư dật, nhưng liền sau đó sẽ đến bảy năm đói kém. Đến lúc ấy, người ta sẽ quên sự dư dật trong xứ Ai Cập và nạn đói sẽ tàn phá đất đai. Người ta không còn nhớ sự dồi dào trong xứ vì nạn đói theo sau rất trầm trọng. Sở dĩ nhà vua được báo mộng dưới hai hình thức khác nhau là vì Đức Chúa Trời đã quyết định và ngài và ngài sắp thực hiện việc này. Bây giờ xin nhà vua hãy tìm một người khôn ngoan, có tài, nhận thức và cử người lên làm lãnh đạo đất nước Ai Cập. Cũng xin nhà vua bổ nhiệm các ủy viên coi sóc đất nước để thu một phần năm hoa lợi mùa màng của Ai Cập trong bảy năm được mùa dư dật, họ phải thâu góp tất cả thực phẩm trong những năm được mùa sắp đến và tồn trữ lúa trong các thành dưới quyền của nhà vua. Thực phẩm đó phải giữ lại để dự trữ cho cả nước dùng trong bảy năm đói kém sắp xảy ra tại Ai Cập, ngõ hầu đất nước không bị tàn hại về nạn đói. Kế hoạch đó đẹp lòng Pharaoh và tất cả quần thần. Pharaoh bàn với triều đình. Ta tìm đâu thấy một người có thân của Đức Chúa trời ngự như người này. Pharaoh bảo Joseph: Vì Đức Chúa trời đã tỏ cho ngươi biết tất cả những điều này, nên không có ai khôn ngoan nhận thức bằng ngươi cả. Ngươi sẽ lãnh đạo cung điện ta và toàn thể dân tộc phải phục tùng ngươi. Ta lớn hơn ngươi chỉ vì ta ngự trên ngai này thôi mà ta lớn hơn ngươi chỉ vì ta ngự trên ngai này mà thôi Joseph cai trị xứ ai cập Pharaon bảo Joseph đây ta đặt người lãnh đạo cả nước ai cập Pharaon lấy chiếc nhẫn ấn trong ngón tay mình mà đeo vào ngón tay Joseph cho ông mặc cái áo dài bằng vải gai mịn và choàng trên cổ ông một chiếc dây thừng bằng vàng Pharaon cũng cho Joseph ngồi xe đi sau xe nhà vua nhân vật thứ hai trong đất nước có người tiền hô la lớn quỳ xuống như thế là Joseph được cầm quyền cả xứ Ai Cập Pharaoh lại bảo Joseph ta làm vua nhưng chẳng có người thì cả xứ Ai Cập không ai giơ tay hay đưa chân lên nổi cả Pharaoh đặt tên cho Joseph là Saphonat Phaneach và gả Asena con gái Photipha, thầy trưởng tế thành ôn cho ông. Vậy Joseph cầm quyền khắp nước Ai Cập. Joseph được 30 tuổi thì nhậm chức. Ông từ cung vua ra đi, kinh lý khắp nước. Trong 7 năm được mùa, đất sinh hoa lợi đầy dẫy, Joseph thu tất cả lương thực sản xuất trong 7 năm được mùa đó tại Ai Cập và tồn trữ trong các thành trong mỗi thành ông tồn chữ hoa lợi từ các đồng ruộng xung quanh joseph thu chữ lúa má rất nhiều như cát bờ biển nhiều đến nỗi không thể nào ghi vào sổ được nữa vì số lượng quá lớn lao trước khi những năm đói kém đến joseph và asena sinh hạ được hai con trai asena là con gái Potiphar, nguyên thầy tế lễ thành ngôn Joseph đặt tên con đầu lòng là Manasseh vì nói mà nói vì đức chúa trời đã làm cho tôi quên tất cả nỗi gian truân và cả gia đình thân phụ tôi ông đặt tên cho con trai thứ nhìn là Ephraim và giải thích đó là vì đức chúa trời làm cho tôi hưng vượng trong xứ mà tôi phải chịu đau khổ bảy năm được mùa tại ai cập chấm dứt và bảy năm đói kém bắt đầu đúng như lời joseph tiên đoán mọi xứ chung quanh đều đói chỉ riêng ai cập vẫn còn lương thực khi cả ai cập bắt đầu bị đói nhân dân kêu nài với pharaon xin cấp thực phẩm pharaon bảo tất cả nhân dân ai cập các ngươi hãy đến joseph và làm theo điều người dặn bảo khi cả nước ai cập bị nạn đói joseph mở các nhà kho và bán lúa cho dân vì nạn đói thật trầm trọng trong xứ khắp xứ ai cập dân cư tất cả các nước đều đến ai cập mua lúa nơi joseph vì nạn đói trở nên trầm trọng khắp thế giới